Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 11 giờ trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 28 tháng 11, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện mô hình chính quyền thân thiện với nhân dân phục vụ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Giai đoạn 2021-2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã lựa chọn 15 xã phường thị trấn triển khai thí điểm mô hình chính quyền thân thiện với nhân dân phục vụ. Đến nay ở các huyện thị thành phố đã nhân rộng được thêm 125 mô hình. Các mô hình bước đầu được đánh giá có tác động tích cực, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi công vụ, phục vụ người dân doanh nghiệp. Qua đó, củng cố tăng cường niềm tin và sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân vào chính quyền. Với việc thực hiện tốt các nội dung 5 biết 3 không 4 thể hiện, cán bộ công chức chính quyền cơ sở đã thay đổi cách giao tiếp ứng xử, có thái độ gần gũi thân thiện với người dân. Sau 2 năm thực hiện, các xã phường thị trấn được chọn làm điểm đã gửi 285 thư cảm ơn, 44 thư xin lỗi, hơn 10.200 thư chúc mừng kết hôn và chúc mừng khai sinh, gần 3.000 thư chia buồn, giúp người dân cảm nhận được sự quan tâm chia sẻ động viên kịp thời khi gia đình có việc vui cũng như việc buồn. Kết quả lấy phiếu khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với chính quyền ở các địa phương này đều đạt từ 90% trở lên. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy và đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ban Dân tỉnh Nguyễn Văn Thi đã ghi nhận biểu dương những kết quả mà các địa phương đạt được trong triển khai thực hiện mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. Các đồng chí đề nghị Thường trực các huyện thị thành ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát đối với công tác dân vận nói chung, nội dung dân vận chính quyền nói riêng, nhất là duy trì và nhân rộng mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. Coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đối với các địa phương đã xây dựng được mô hình cần tiếp tục nâng cao chất lượng, duy trì hiệu quả mô hình. Đồng thời, việc triển khai mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ cần phải gắn chặt với thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo đời sống cho người dân địa phương, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm trong giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, lấy sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả hoạt động, đồng hành của chính quyền các cấp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp cần sớm nghiên cứu, hướng dẫn chương trình giám sát và phối hợp giám sát phản biện xã hội trong quá trình triển khai thực hiện mô hình, tiến hành khảo sát lấy chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cán bộ công chức xã phường thị trấn một cách rộng rãi, đồng thời phối hợp với cấp ủy chính quyền triển khai thực hiện mô hình một cách thực chất trên địa bàn toàn tỉnh. Hôm qua ngày 28 tháng 11, Ban chỉ đạo diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lễ Bôn, tỉnh Thanh Hóa năm 2022 đã tổ chức tổng duyệt phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại công ty trách nhiệm hạn dày Sunset Việt Nam. Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập chủ trì buổi tổng duyệt. Tại buổi tổng duyệt, 760 người, nòng cốt là cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an thành phố Thanh Hóa và nhiều đơn vị liên quan đã tham gia thực hiện phương án xử lý tình huống giả định là xảy ra cháy và sự cố hóa chất tại công ty trách nhiệm hữu hạn dày Sunset đóng tại khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa. Các đơn vị lực lượng đã huy động nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng tham gia diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo 3 giai đoạn gồm: lực lượng cơ sở triển khai các hoạt động ứng phó, huy động các lực lượng tham gia chữa cháy, tổ chức cứu nạn cứu hộ, xử lý sự cố hóa chất và tổng tấn công dập tắt đám cháy. Phát biểu tại buổi tổng duyệt, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong tập luyện, chuẩn bị các điều kiện cho diễn tập, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng giữa các đơn vị, lực lượng tham gia diễn tập. Để buổi diễn tập chính thức diễn ra thành công, đồng chí Mai Xuân Liêm đề nghị từng lực lượng, đơn vị tham gia diễn tập phải xác định rõ nhiệm vụ được phân công, tiếp tục chủ động phối hợp trong triển khai phương án tập luyện, diễn tập, thực hiện các thao tác, kỹ năng, nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ một cách nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, sát với thực tiễn. Sau buổi tổng duyệt, các đơn vị liên quan cần rà soát lại toàn bộ kế hoạch, kịch bản, lực lượng, trang thiết bị tham gia diễn tập, điều chỉnh một số nội dung phù hợp để buổi diễn tập chính thức vào ngày 30 tháng 11 tới diễn ra thành công, đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Ngày 22 tháng 7 năm 2022, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Sơn đã ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện. Với phương châm đảng viên đi trước, chỉ sau hơn 3 tháng triển khai nghị quyết, phong trào hiến đất mở đường xây dựng nông thôn mới ở Triệu Sơn đã có sức lan tỏa lớn. Do xuất phát điểm ban đầu thấp nên làm đường giao thông trong xây dựng nông thôn mới ở nhiều xã trên địa bàn huyện Triệu Sơn gặp không ít khó khăn. Muốn người dân tin tưởng,
làm theo, mỗi cán bộ đảng viên đã tiên phong gương mẫu với những đóng góp cụ thể. Là đảng viên 57 năm tuổi đảng, lại là người có uy tín trong thôn, bà Lê Thị Lài đã tự nguyện phá dỡ tường rào, hiến hơn 90 mét vuông đất để mở rộng đường cho thôn xóm. Với vai trò là thành viên ban vận động, bà còn tích cực tuyên truyền vận động các hộ dân khác làm theo. Công tác dân vận là phải vận dụng nhiều cái kiểu cách để cho dân người ta nghe, người ta tin, và người ta tin vào nghị quyết và người ta thấy được cái quyền lợi. Ban vận động có họp từng cụm, tách riêng từng cụm một để họp. Chỗ nào khó khăn thì các đồng chí có thể là gặp riêng từng hộ. Chỗ nào tài sản người ta lớn thì ban vận động rồi ban thôn, ban cấp ủy đi cùng với ủy ban, nghĩa là đến động viên nói chung. Là một đảng viên ở trong chi bộ và được sự phân công của đảng ủy nằm trong cái ban chỉ đạo về cái xây dựng nông thôn mới, thì bản thân tôi đã phân công chỉ đạo trực tiếp tại thôn 4. Cái tuyến đây thì có 6 đảng viên đã thực hiện cái việc mà dẫn đầu nêu gương trong cái việc hiến đất và làm mở rộng đường, thì bà con rất chi là phấn khởi và cũng đồng lòng để mà quyết tâm cũng làm cái tuyến đường đi thành một cái tuyến đường với cái chiều dài là 680 mét dài. Để thực hiện thành công việc vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025, huyện Triệu Sơn cũng đã dành gần 500 tỷ đồng để thực hiện, trong đó 400 tỷ đồng để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường huyện, trên 80 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân tu sửa, mở rộng nền đường và xây dựng các công trình phải phá dỡ. Với cách làm đảm bảo hài hòa giữa lợi ích xã hội và lợi ích của người dân, sự tiền phong gương mẫu thực hiện và vận động tuyên truyền nhân dân của từng đảng viên, đến nay, phong trào hiến đất mở rộng đường được sự đồng thuận lớn của nhân dân. Sau hơn 3 tháng, người dân huyện Triệu Sơn đã hiến 120.000 mét vuông đất để mở rộng 127 km đường giao thông. Triệu Sơn phấn đấu trong năm 2022 mở rộng 150 km trở lên các tuyến đường huyện, đường xã, đường thôn, đường ngõ xóm. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thành nhiệm kỳ 2020-2025 xác định cải cách thủ tục hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử là một trong 4 khâu đột phá, góp phần tạo môi trường thông thoáng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, qua đó thu hút đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi để người dân được hưởng các dịch vụ công với chất lượng cao nhất. Với tổng mức đầu tư 610 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất hơn 48 hectare. Dự án khu du lịch và nghỉ dưỡng sinh thái suối khoáng nóng tại xã Thành Minh do công ty trách nhiệm hạn Xuân Lộc Thọ làm chủ đầu tư được huyện Thạch Thành xác định là dự án trọng điểm nhằm phát huy lợi thế du lịch trên địa bàn. Hiện nay, dự án đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng. Nhà đầu tư lên kế hoạch đầu năm 2023 sẽ khởi công xây dựng các hạng mục của dự án. Đến cuối năm 2024 sẽ bắt đầu khai thác 50% công suất và đến năm 2026 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án. Dự án có diện tích đất lớn, phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp và chủ đầu tư phải thỏa thuận với nhân dân trong giải phóng mặt bằng. Muốn triển khai được, nhà đầu tư phải hoàn thành nhiều thủ tục hành chính, trong đó có những thủ tục đòi hỏi phải thực hiện liên thông thuộc thẩm quyền của nhiều bộ phận. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ tạo điều kiện của các cấp chính quyền huyện Thạch Thành, đến nay dự án đang được triển khai thuận lợi. Trong quá trình chúng tôi thực hiện chuẩn bị đầu tư, nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ địa phương, từ xã đến huyện, rồi các phòng ban chuyên môn, họ đã hỗ trợ chúng tôi rất là nhiệt tình. Đặc biệt là tất cả những cái thủ tục gì liên quan đến như từ lúc xin chấp thuận địa điểm đến lúc lập quy hoạch, và đến hiện nay thì đang hoàn tất cái thủ tục về giải phóng mặt bằng giao đất, thì đã nhận được sự hỗ trợ rất là nhiệt tình, rất là to lớn của huyện. Thời gian qua, huyện Thạch Thành đã đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ hiện đại để phục vụ cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Văn phòng một cửa được bố trí ở vị trí thuận lợi để người dân doanh nghiệp đến giao dịch. Các thủ tục hành chính đều công khai và được tiếp nhận xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng. Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Đẩy mạnh xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số gắn với cải cách hành chính, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp là thước đo quan trọng trong phát triển chính quyền điện tử. Ngay từ đầu năm thì Ủy ban huyện đã xây dựng kế hoạch cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và cải cách nâng cao cái chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện. Đồng thời là thành lập cái ban chỉ đạo về cải cách hành chính, thành lập tổ xúc tiến đầu tư và xúc tiến thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Cùng với đó là huyện cũng đã ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo
để tập trung đẩy mạnh cái công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện. Kết quả từ công tác cải cách thủ tục hành chính đã góp phần quan trọng tạo ra môi trường thuận lợi thu hút đầu tư. Trong hai năm 2020-2021, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của huyện Thạch Thành đạt trên 5.600 tỷ đồng. Năm 2022, phấn đấu đạt gần 3.000 tỷ đồng. Trên địa bàn huyện cũng đã có nhiều dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng nguồn vốn gần 2.700 tỷ đồng. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn khi nhu cầu tiêu thụ trên thế giới và trong nước sụt giảm nghiêm trọng, lượng tồn kho tăng cao. Giữ ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động đang là thách thức rất lớn, đòi hỏi sự nỗ lực của các doanh nghiệp, sự vào cuộc của các ngành, đơn vị chức năng. Dệt may là một trong những ngành hàng đang gặp khó khăn nhất thời điểm này. Hiệp hội Dệt may tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 260 doanh nghiệp đang hoạt động. Hầu hết các doanh nghiệp mới ký kết đơn hàng đủ sản xuất từ 50 đến 60% công suất trong tháng 12. Đơn hàng của năm 2013 hầu như chưa có. Các thị trường truyền thống như Mỹ, EU đều cắt giảm đơn hàng, nên các doanh nghiệp đang phải giảm giờ làm hoặc chấp nhận đơn hàng giá thấp nhằm duy trì việc làm cho người lao động. Một số doanh nghiệp nỗ lực tìm đơn hàng ở các thị trường mới, tìm cơ hội ở thị trường trong nước. Hiệp hội chúng tôi cũng đang hết sức cố gắng tìm mọi cách, cách nhất là tìm những đơn hàng nội địa, rồi đi may bảo hộ cho các cái doanh nghiệp. Thứ hai là đi mua vải về để may quần áo bán trong nước. Thì đây cũng là một cái phương án, tức là bất đắc dĩ thôi. Nhưng phương châm là giữ được người lao động, vì có giữ được người lao động, khi thị trường quay lại thì các doanh nghiệp mới có phương tiện để mà làm. Không chỉ trong lĩnh vực dệt may, hiện nay nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang phải đối diện với tình trạng thiếu hụt đơn hàng, buộc phải cắt giảm giờ làm, giảm nhân công. Qua tổng hợp của các cấp công đoàn, đến nay đã có 23 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện giảm giờ làm, tạm hoãn hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. Đã có hơn 7.200 người bị ảnh hưởng, trong đó có gần 2.000 người bị chấm dứt hợp đồng lao động, tập trung ở các nhóm ngành như may mặc, giày da, gang thép, xi măng, chế biến gỗ và lâm sản, bao bì. Theo dự báo, tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023, các doanh nghiệp vẫn còn phải đối diện với tình trạng thiếu đơn hàng. Các doanh nghiệp đều cố gắng tìm giải pháp duy trì sản xuất, khai thác thêm đơn hàng, giảm giờ làm với quyết tâm giữ ổn định nhân sự, đón đầu khi thị trường phục hồi trở lại. Dự kiến là trong tháng tới, đơn hàng vẫn có sụt giảm, dự kiến sẽ giảm đi khoảng 20-30% so với đầu năm. Thì phía công ty Đại Dương cũng đang cố hết sức để tạo điều kiện mọi quan hệ rồi đối tác để có cái đơn hàng. Hiện nay công ty cũng đang có phương án là lưu trữ tồn kho để tạo công an việc làm. Các ngành chức năng cũng đang theo dõi sát diễn biến hoạt động của doanh nghiệp để kịp thời tham mưu có những giải pháp hỗ trợ nhằm ổn định tình hình sản xuất, đồng thời động viên hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng về việc làm, thu nhập, nhất là trong thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề. Trong khu kinh tế Nghi Sơn là có những đơn vị là đã phải cắt giảm đến hàng nghìn lao động. Thì đứng trước tình hình thực tế khó khăn như vậy thì trong thời gian tới thì Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn cũng phối hợp với chính quyền địa phương cũng như các tổ chức công đoàn đã làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh các cái biện pháp, các cái giải pháp để nhằm tháo gỡ cho các doanh nghiệp, đặc biệt là trong cái tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay, để làm sao mà ổn định đời sống cho người lao động, nhất là về trong cái đoạn Tết Nguyên đán. Chúng tôi đã có cái chủ động phối hợp với chủ sử dụng lao động để xây dựng cái giải pháp về cái việc làm đối với người lao động. Cái thứ hai nữa là giám sát về cái việc thực thi cái việc chi trả các chế độ chính sách đối với người lao động trong cái quá trình mà thực hiện cái tinh giảm đối với lao động. Cái thứ ba nữa là hiện nay chúng tôi đang cho cả các công đoàn rà soát lại toàn bộ các cái lực lượng lao động mà bị ảnh hưởng để có cái giải pháp hỗ trợ người lao động, đặc biệt nhất là chuẩn bị vào cái dịp Tết Nguyên đán này. Ổn định sản xuất, giữ việc làm cho người lao động luôn là một bài toán khó, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước đang có nhiều biến động. Các ngành, đơn vị đều đang nỗ lực hết sức để ổn định sản xuất và hỗ trợ người lao động. Trong lúc này, các doanh nghiệp cũng rất cần sự thấu hiểu và chia sẻ từ phía người lao động để vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian được tuyên truyền vận động, được tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng các quyền lợi chính đáng, hiện nay nhiều tiểu thương ở thị xã Nghi Sơn đã ký hợp đồng với chủ đầu tư và chuyển vào kinh doanh tại chợ Cổng mới. Với cơ sở vật chất khang trang cùng với các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường được đảm bảo, chợ Cổng mới sẽ giúp các tiểu thương yên tâm buôn bán khi chuyển vào đây.
Sau khi ký hợp đồng, được bàn giao quầy theo đúng vị trí tương đương với vị trí kinh doanh cũ, hộ bà Lê Thị Ngữ đã hoàn tất việc chuẩn bị gian hàng, chờ ngày đẹp sẽ dọn hàng vào kinh doanh trong chợ cổng mới. Cũng như nhiều hộ dân kinh doanh khác, những băn khoăn lo lắng của bà Ngữ được giải tỏa khi điểm kinh doanh mới có vị trí thuận lợi khang trang. Thì bố trí tiêu thụ hàng thì cũng về đúng vị trí ngay lúc đầu, lúc cũ, lúc khi chợ cũ thì tôi cũng ở đây. Cái nơi cũ thì nó đã là xuống cấp rồi, thì nhà nước với làm thì bây giờ làm lại thì nó sang trang hơn. Chợ cổng mới được Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý cho xây dựng để thay thế chợ cũ đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn và mất mỹ quan đô thị. Chợ được xây dựng gồm 2 tầng, hoàn thành trong năm 2021. Theo nguyện vọng của các tiểu thương, hiện chủ đầu tư bố trí toàn bộ tầng 1 để đón tiểu thương từ chợ cũ vào. Còn tầng 2 tạm thời chưa khai thác. Tại tầng 1, chủ đầu tư đã bố trí 190 gian hàng cho 172 hộ vào kinh doanh, đồng thời có chính sách miễn tiền thuê gian hàng cho các hộ tiểu thương trong thời gian 1 năm. Ngoài ra, phí trông coi, bảo vệ tài sản từ 300.000 một hộ một tháng, như phương án ban đầu đã giảm xuống còn 100.000 một hộ một tháng. Tiếp đón bà con vào chợ mới kinh doanh, đối với công ty thì về vấn đề an toàn, về thứ nhất là về phòng cháy chữa cháy thì đã được cơ quan công an phòng cháy chữa cháy tỉnh nghiệm thu từ tháng 10 năm 2021, và hệ thống chữa cháy của chợ cổng là một trong những hệ thống chữa cháy hiện đại, tất cả đều được thực hiện một chữa cháy tự động, các cái đầu spiller cách nhau khoảng 2 mét một cái, đảm bảo cái việc phòng cháy chữa cháy tại tất cả các gian hàng trên khu vực của chợ. Đến nay, hơn 150 hộ tiểu thương đã đồng thuận với phương án bố trí sắp xếp vị trí kinh doanh của thị xã và chủ đầu tư. Trong đó có hơn 20 hộ tiểu thương đã dọn hàng về quầy hàng trong chợ mới để kinh doanh. Bước đầu, chợ đi vào hoạt động thuận lợi. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số tiểu thương chưa đồng ý chuyển vào chợ, thậm chí có biểu hiện chống đối chủ trương của tỉnh, của thị xã và lôi kéo các hộ tiểu thương khác, cản trở việc đưa chợ cổng vào hoạt động theo kế hoạch. Trong cái thời gian tới, thì chính quyền thị xã vẫn vào cuộc quyết liệt trong công tác tuyên truyền vận động. Chúng tôi vẫn tiếp tục nhắm đến các cái nhóm tiểu thương mà đã đồng thuận về cái vị trí kinh doanh. Và bây giờ bước tiếp theo là đi đến thống nhất với chủ đầu tư để tiến hành ký hợp đồng và hàn các cái giá treo quầy hàng để mà bày bán hàng hóa ổn định trong cái thời gian trước Tết. Tinh thần của chúng tôi là quyết liệt làm cái việc này và đảm bảo cái việc kinh doanh của tiểu thương ổn định trong thời gian trước Tết. Được biết, sau khi ổn định các hộ tiểu thương vào kinh doanh tại chợ mới và tháo dỡ chợ tạm, chủ đầu tư sẽ triển khai xây dựng chợ dân sinh và hệ thống kiosk để hoàn thành toàn bộ chợ cổng theo phương án đã được phê duyệt. Sau khi đi vào hoạt động, chợ cổng mới sẽ trở thành trung tâm kinh doanh thương mại khang trang, sạch đẹp, xứng tầm với đô thị Nghi Sơn. Thưa quý vị và các bạn, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và kinh doanh Cảng Thanh Hóa thuộc địa bàn phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa hiện đang quản lý một số đơn vị sản xuất kinh doanh than. Trong quá trình hoạt động, các đơn vị này có phát sinh bụi nước thải ảnh hưởng tới môi trường. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân phường Tào Xuyên đã nhiều lần thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức các buổi làm việc, yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và kinh doanh Cảng Thanh Hóa khắc phục những tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường. Cụ thể, công ty kiểm tra lại vị trí rửa than của các đơn vị sản xuất kinh doanh, không để nước chảy tràn, nhắc nhở các trạm than, lái xe, che chắn bạt, rửa bánh xe, giảm tốc độ khi đi qua khu dân cư. Công ty phải cho xe tưới, đầu tư hệ thống phun sương, hạn chế tối đa phát tán bụi ra ngoài môi trường. Sau một thời gian khắc phục, các đơn vị sản xuất kinh doanh than tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và kinh doanh Cảng Thanh Hóa đã cơ bản thực hiện đúng yêu cầu của phường Tào Xuyên về các biện pháp bảo vệ môi trường như đầu tư hệ thống thoát nước nội bộ, thu gom nước thải về hệ thống bể lắng, che chắn bạt tại các điểm đổ than. Sử dụng máy móc thường xuyên nạo vét đất đá than dưới vãi. Tuy nhiên, do xây dựng lâu ngày, một đoạn tường bao của công ty bị nứt. Trời mưa, nước rỉ than bị dò ra một số diện tích đất canh tác xung quanh. Bên cạnh đó, hệ thống phun sương tuy đã được đầu tư nhưng chưa hoàn thiện. Đơn vị làm trong khuôn viên của công ty cả thì là bên đơn vị cũng đã có một số cái hướng khắc phục, như là thứ nhất là vệ sinh môi trường hàng ngày, hàng tuần. Có vấn đề gì về rơi vãi là cho anh em cùng kết hợp với máy triển khai vun dọn. Và hai nữa là tưới nước giảm bụi. Và tiếp theo đó là có kế hoạch là bổ sung các cái hàng rào chắn bụi để tránh ảnh hưởng ra bà con khu vực.
Theo ghi nhận, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và kinh doanh cảng Thanh Hóa đã thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, tuy nhiên chưa được triệt để. Cường sẽ giao cho cán bộ chuyên môn phụ trách vệ sinh môi trường sẽ có kiểm tra đôn đốc công ty hàng ngày và các cái thời điểm hoạt động của công ty để đánh giá cái tác động của môi trường và yêu cầu công ty phải thực hiện đúng cam kết. Trước đây, khu dân cư Co Hương thuộc bản Ngàm xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn nằm trong khu vực sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, cần phải di dời khẩn cấp. Thực hiện đề án sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa, người dân Co Hương đã được di dời lên khu tái định cư, yên tâm xây dựng cuộc sống mới. Năm ngoái thì được sơ tán được 3 lần, 3 ngày đấy. Chả có ai nằm ở trong bản, phải sơ tán ra bản ngoài hết. Mấy cái nhà gần đồi đó thì đấy thì không kể là ra sự mà sụt mấy cái gốc cây thôi cũng thấy sợ rồi. Nguy cơ sạt lở cao ở khu dân cư Co Hương đã được Tổng cục Phòng chống thiên tai xác định là đặc biệt nghiêm trọng, cần phải di dời khẩn cấp. Nhưng ở thời điểm năm 2020, việc di dời các hộ dân này không thể thực hiện được do không có kinh phí. Hơn 2 năm sau, cuộc sống của người dân Co Hương đã thay đổi hoàn toàn. 36 hộ dân khu Co Hương đã được chuyển đến nơi ở mới, khang trang hơn, với hạ tầng được đầu tư đồng bộ, không còn phải nơm nớp nỗi lo đất đá sạt lở, vùi lấp nhà cửa. Ông Lò Văn Phận đang làm nốt công việc sơn sửa lại ngôi nhà sau khi di chuyển từ nơi ở cũ lên khu tái định cư. Nỗi lo bao năm nay đã được quan tâm giải quyết. Trước ở dưới kia thì cũng rất sửa sạt lở các thứ, nhưng mà điện chuyển đến đây thì rất ổn định, cuộc sống ổn định hơn mọi năm đấy. Cuộc sống bà con nhân dân ở đây thì bây giờ rất an tâm, thoải mái, không nơm nớp như mấy năm trước là cứ mùa mưa đến là cứ phải tạm thời sơ tán đi nơi ở khác. Thực hiện đề án sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Thanh Hóa. Năm 2021, huyện Quan Sơn đã tập trung tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng và kinh phí, khẩn trương xây dựng khu tái định cư cho người dân Co Hương. Chưa đầy một năm, khu tái định cư rộng hơn 4 hectare đã cơ bản hoàn thiện với đầy đủ hạ tầng điện, nước sạch, đường giao thông nội bản. Đến nay, cả 36 hộ dân khu Co Hương đã được nhận đất và dựng nhà. Đây cũng là khu tái định cư đầu tiên trong tỉnh Thanh Hóa hoàn thành theo mục tiêu của đề án. Tại nơi ở mới, người dân Co Hương cũng được quan tâm về sinh kế để ổn định cuộc sống lâu dài. Tỉnh xây dựng cái đề án tức là hỗ trợ cho các hộ nghèo và cận nghèo được cấp bỏ. Đồng thời là xã thì cũng là có định hướng cho là bà con dân thì là sau khi lên khu tái định cư mới thì là tiếp tục là phát huy là sản xuất. Rồi là cái khu là cũ thì là chúng ta là đưa cái khu chăn nuôi xuống ở dưới đấy. An cư thì mới lạc nghiệp, không còn cảnh cả bản dắt díu nhau sơ tán khi mưa lớn. Người dân khu tái định cư Co Hương, bản Ngàm, xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn yên tâm bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới với mục tiêu đưa khu Co Hương trở thành khu dân cư kiểu mẫu. Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hỗ trợ tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Một trong những hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững của các cấp hội phụ nữ trong thời gian qua là hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế tập thể. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo mỗi huyện phấn đấu thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả ít nhất một hợp tác xã hoặc 5 tổ hợp tác, tổ liên kết. Từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã hỗ trợ thành lập mới 4 hợp tác xã, 8 tổ hợp tác, nâng tổng số mô hình kinh tế tập thể do nữ làm chủ trên toàn tỉnh lên 351 mô hình. Thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, từ sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đến nay xã biên giới Yên Khương, huyện Lang Chánh đã có 4 tổ hợp tác chăn nuôi do phụ nữ làm chủ. Tham gia tổ hợp tác, các hộ được Hội Liên hiệp Phụ nữ tặng con giống để phát triển chăn nuôi. Khi con giống sinh sản lứa đầu sẽ tặng hộ nghèo, cận nghèo tiếp theo để nhân rộng mô hình.
Thông qua cái mô hình tổ hợp tác thì thấy cái sự khác nhau đó là thứ nhất là các chị em là hăng hái chăn nuôi hơn và có một kỷ luật hơn rất là rõ ràng. Còn đối với cái nhỏ lẻ thì các chị em thích thì cho ăn, không thích thì thôi, và thích thì nuôi, không thích thì thôi, và thậm chí các chị em không chưa đến giờ bán vẫn giết thịt. Nhưng mà đối với vào mô hình tổ hợp tác thì bắt buộc phải thực hiện theo quy chế của tổ. Chính vì vậy là nó phát huy hiệu quả hơn, tối đa nhiều hơn được cái nhân lực và các con giống ạ. Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành đơn vị đẩy mạnh đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, duy trì phát triển nghề truyền thống, du nhập và nhân kế nghề mới. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã phối hợp đào tạo nghề cho trên 5.700 phụ nữ, trong đó gần 4.000 phụ nữ có việc làm sau đào tạo. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều lớp tập huấn khởi sự kinh doanh, xây dựng các ý tưởng sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ, kết nối tham gia diễn đàn triển lãm giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Trong năm 2022, có trên 500 chị được hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Tôi là một người phụ nữ nông thôn, bình thường thì tôi chỉ có cái suy nghĩ là sản xuất hàng hóa để mà tiêu dùng, chưa mạnh dạn để mà sản xuất kinh doanh. Nhưng mà thông qua các hoạt động thì tôi đã thay đổi cái tư duy của mình, đã chuyển từ cái nhận thức là sản xuất hàng hóa tiêu dùng sang cái nhận thức sản xuất hàng hóa kinh doanh. Và sau khi mà được tiếp cận với Ngày Phụ Nữ Sáng Tạo thì cái lượng khách hàng để tôi tiếp cận cũng nó rộng hơn và thị trường tiêu thụ thì nó cũng rộng lớn hơn ạ. Hội Liên hiệp Phụ Nữ tỉnh tiếp tục triển khai một số các cái nhiệm vụ trong cái thời gian tới. Trước hết đó là triển khai hiệu quả cái đề án hỗ trợ phụ nữ tham gia quản lý tạo việc làm cho lao động nông thôn, đề án về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hỗ trợ cho chị em hội viên phụ nữ thực hiện các cái chương trình, các cái lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trên địa bàn để mỗi một địa phương đơn vị để có những cái kết quả hiệu quả đạt được rõ hơn. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, thúc đẩy hội viên phụ nữ trên địa bàn Thanh Hóa sáng tạo trong sản xuất, nỗ lực vươn lên tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế chung của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, tuyến đê tả sông Yên đoạn qua tiểu khu Vũ Yên, thị trấn Nông Cống có chiều dài hơn 1 km. Hiện nay có nhiều đoạn trên đê đã xuống cấp hư hỏng nặng, gây mất an toàn trong mùa mưa bão, cũng như ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân trong khu vực. Tuyến đê tả sông Yên qua tiểu khu Vũ Yên, thị trấn Nông Cống đi xã Phú Nhuận, Mậu Lâm, huyện Như Thanh đã xuống cấp hư hỏng, mặt đê bong chóc, nứt lún, xuất hiện nhiều hố sâu chằng chịt. Theo quan sát, có những đoạn nhiều ổ voi, ổ trâu san sát nhau. Vào những ngày mưa vừa qua không phân biệt được đâu là mặt đường, đâu là các hố sâu. Người tham gia giao thông cho biết chỉ cần thiếu quan sát là rất dễ bị ngã. Và trên thực tế đã có những vụ tai nạn ngã xe trên tuyến đê này. Mặc dù nguy hiểm là vậy, thế nhưng để thuận lợi cho giao thương hàng hóa phục vụ nhu cầu cuộc sống, nên hàng ngày người dân vẫn phải đi lại và nguy cơ mất an toàn luôn rình rập bất cứ lúc nào. Mong muốn của người dân và chính quyền địa phương hơn lúc nào hết là được đầu tư nâng cấp sửa chữa, vừa để bảo vệ an toàn tuyến đê trong mùa mưa bão, vừa là đảm bảo giao thông, phát triển kinh tế tại địa phương. Đi xe máy rồi ổ gà, ổ voi thế này, rất nhiều cái trường hợp mà ngã xe rồi đấy. Bây giờ là cũng mong sao là các cấp chính quyền nó ấy là lãnh đạo và những người có trách nhiệm và cố gắng làm sao để cho làm lại cái tuyến đường này để cho bà con thuận tiện đi lại. Ủy ban nhân dân thì được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và đặc biệt là phòng nông nghiệp đã thường xuyên kiểm tra và tu bổ các hệ thống ổ gà, nhưng mà để đảm bảo lâu dài bảo vệ đê và tiện cho cái việc đi lại của nhân dân, nên là địa phương mong muốn là các cấp các ngành quan tâm sớm được đầu tư cái mặt đê này để đảm bảo cái giữ cái cơ đê và cái thân đê trong mùa mưa bão và thuận tiện cho cái việc đi lại của nhân dân trên địa bàn. Trước thực trạng mặt đê xuống cấp hư hỏng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến giao thông và an toàn đê, Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống đã giao cho phòng nông nghiệp kiểm tra, rà soát hiện trạng và có phương án đảm bảo giao thông tạm thời. Hiện nay, huyện đang giao cho ban quản lý dự án đầu tư của huyện lên phương án đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh nâng cấp sửa chữa mặt đê sông Yên, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn và phát triển kinh tế tại địa phương. Phòng nông nghiệp đã đi kiểm tra, đánh giá hiện trạng và đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện các cái giải pháp để khắc phục và tu sửa. Ngày 8 tháng 11, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn huyện Nông Cống. Hơn 100 đại biểu là lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Nông Cống đã được hướng dẫn, truyền đạt các nội dung chuyên đề về kiến thức, kỹ năng cần thiết trong quản trị doanh nghiệp,
việc hoạch định, bố trí đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, cập nhật những thông tin chính sách mới về bảo hiểm xã hội, văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế, kế toán, pháp luật doanh nghiệp, thông tin về các hiệp định thương mại tự do tại Việt Nam, thông tin tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nông Cống, các cơ chế chính sách quan tâm thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp tại địa phương. Cũng tại lớp bồi dưỡng, đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp truyền đạt, chia sẻ những kinh nghiệm thành công trong quản trị, điều hành doanh nghiệp, kinh nghiệm tìm kiếm nguồn vốn khởi nghiệp, thông qua khóa đào tạo nhằm góp phần nâng cao năng lực quản trị cho các doanh nghiệp, từ đó tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả, phát triển doanh nghiệp bền vững. Nhân dịp này, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa đã trao 20 suất học bổng, tổng trị giá 20 triệu đồng cho các em học sinh mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Nông Cống. Mới đây, phố Yên Vực, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành bến nước cổ Hoàn Châu. Bến nước cổ Hoàn Châu có từ cách đây khoảng 300 năm, gắn liền với đời sống của nhiều thế hệ người dân làng Yên Vực, nay là phố Yên Vực. Trải qua hàng trăm năm và do ảnh hưởng của thiên tai, bến nước cổ Hoàn Châu đã bị xuống cấp, chỉ sót lại vết tích xưa. Với mong muốn khôi phục lại bến cổ, nhân dân phố Yên Vực đã huy động nhân lực và đóng góp kinh phí để tu sửa. Sau gần một tháng thi công, các hạng mục đổ bê tông đường xuống bến, xây bậc, đóng cọc gia cố bờ sông của bến nước cổ Hoàn Châu đã hoàn thành với tổng kinh phí 420 triệu đồng. Tại buổi lễ, khu phố Yên Vực cũng đã cắt băng khánh thành công trình điện chiếu sáng công cộng với 30 bóng điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, hệ thống cột bằng sắt kiên cố trị giá 170 triệu đồng. Việc trùng tu xây dựng lại bến nước cổ Hoàn Châu và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng là hoạt động thiết thực của nhân dân khu phố Yên Vực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự 11 giờ trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.